Đoạn clip về người bán hoa sưng sẽ khiến bạn phải suy nghĩ về việc mua hoa Tết năm nay. Nô nức chở hoa ra phố từ những ngày giữa tháng chạp, nhưng có lẽ với nhiều người bán hoa Tết, chỉ đến chiều tối ngày 30, họ mới biết năm nay nhà mình ăn Tết ra sao. Mua hoa giờ chót. Mới đây, cộng đồng mạng đang xôn xao chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh người bán hoa vào tối 30 tháng chạp. Giữa tình cảm ế ẩm, lỗ vốn, bên cạnh thái độ buồn bã, thất vọng, nhiều tiểu thương đã không ngần ngại đập nát những khóm hoa sót lại khi lên xe về đón Tết. Nghe có vẻ lạ kỳ, nhưng đó lại là hình ảnh quen thuộc ở các chợ hoa sưng nhiều năm trở lại đây. Và tất cả xuất phát từ thông lệ, mua hoa Tết của một bộ phận không nhỏ người dân. Trên thực tế, từ khoảng giữa tháng chạp, khi mà người người, nhà nhà rậm rực sắm Tết, thì hoa và cây cảnh cũng bắt đầu xuất hiện trên khắp phố phường, thêm sắc, thêm hương cho những ngày cuối năm. Thế nhưng, thay vì lựa chọn mua hoa để trưng từ sớm, không ít người dân, do những nguyên nhân khác nhau lại chờ đợi tới giờ chót, trước khi chợ đóng cửa, nghỉ Tết. Hoa và cây cảnh đến tận ngày 28-29 vẫn ưu ê, không nhiều người mua. Đứng từ góc độ bán hoa, nhiều tiểu thương không tránh khỏi sự bức xúc về thái độ của nhiều khách mua hàng chỉ chờ tới lúc sắp tan chợ mới vào mua. Lúc này, những chậu cảnh từng có giá hàng trăm nghìn cũng trở nên rẻ mạt đến thảm hại. Bởi người kinh doanh chẳng còn lựa chọn nào khác, nếu không bán sổ, gỡ vốn, lỡ sẽ càng thêm lỗ. Chưa dừng lại ở đó, theo phản ánh tại nhiều chợ hoa sưng, đã xảy ra tình trạng khách hàng giật ngang, hồi của chứng kiến cảnh tượng vốn liếng, công sức chăm sóc cực khổ, đổ sông đổ bể. Trước thềm năm mới, rất nhiều tiểu thương đã đưa ra quyết định chua chát, thà đập bỏ, chứ chẳng cho không. Hành động đập bỏ đầy hờn dỗi của người bán hoa từng khiến không ít cư dân mạng chạnh lòng. Hoa bớt tươi, người héo hắt, Tết có còn vui. Đến Tết xuân về, có lẽ bất cứ ai cũng đều mong có một năm mới ấm áp, đủ đầy và người bán hoa không nằm ngoài ước mơ ấy. Thế nhưng, sự khác biệt nằm ở chỗ, nếu người dân trưng hoa là để thấy không khí xuân, thì với nhiều tiểu thương, còn hoa là chẳng còn Tết. Bên cạnh thái độ thông cảm dành cho các tiểu thương, không ít ý kiến vẫn bênh vực hành động mua hoa giờ chót, bởi nó cũng xuất phát từ những nguyên nhân rất thực tế. Nhiều người bán hoa có thói quen hét giá trên trời, khiến người mua cảm thấy mất cảm tình, thậm chí mặc cả mệt mỏi mà không mua được cây cảnh ưng ý. Đây có lẽ là vấn đề chung tại nhiều chợ hoa xuân trong những ngày đầu mở bán. Nỗi lo chung của những người dân khi bước vào chợ hoa là việc bị nói thấp giá. Tuy nhiên, việc mua bán vốn theo quy luật thuận mua vừa bán. Giá trị của một cây cảnh đôi khi cũng chỉ mang tính tương đối, tùy vào con mắt đánh giá của mỗi cá nhân. Rõ ràng, chúng ta vẫn còn nhiều lựa chọn hơn so với người bán. Còn có thể mua hoa ở hàng này hoặc hàng khác, chợ này hay chợ khác. Nhưng người kinh doanh thì chỉ có hai ngã đường, lỗ hoặc lãi. Đành rằng tiết kiệm là cần thiết, nhưng không nên vì lý do ấy mà hình thành thói quen, thông lệ không đẹp, đẩy người bán vào cảnh ôm mặt khóc ròng. Nhìn từng giỏ hoa bị đem đổ, hay tự tay đập nát những chậu cây chính tay mình tươi tắn, vun trồng. Nếu kiên nhẫn lựa chọn tìm kiếm, bản thân chúng ta sẽ vui vẻ vì mua được hoa đẹp, người bán cũng phấn khởi vì bán được hàng. Nếu nghĩ một cách tích cực, bạn sẽ nhận ra không chỉ đơn thuần kinh doanh kiếm lời. Người bán hoa còn đem lại khí xuân nô nức cho thành phố trong những ngày cuối năm. Chỉ cần tưởng tượng thôi, đã đủ thấy phố xá sẽ buồn đến thế nào nếu vắng bóng những cây quýt, cây đào hoặc những chậu mai vàng rực rỡ